Thứ tư, kỹ thuật thứ tư đấy là chúng ta cần phải tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp và có kỹ thuật, kỹ xảo. Đúng không? Bởi vì ngày nay khách hàng luôn muốn check mọi thứ trước khi mua, muốn thử, muốn đảm bảo rằng là mọi thứ họ đều biết một cách rõ ràng. Đấy, thế thì chúng ta phải luôn luôn online để hỗ trợ họ chat, tư vấn ở trên website, hotline. Chúng ta cần phải tư vấn có kịch bản, có kỹ thuật, tư vấn mở, tư vấn nhiệt tình, tư vấn để cho họ có đầy đủ các thông tin một cách đầy đủ nhất, hữu ích nhất, được chưa? Và để duy trì câu chuyện, rất nhiều bạn tư vấn sai lầm ở chỗ là đóng. Hỏi bao tiền? 300 nghìn, hết. Không còn gì để nói nữa. Thế thì 300 nghìn là đắt hay rẻ, đúng không? 300 nghìn, nhưng mà trước khi nói về 300 nghìn là cái áo này 100% cốt tông, may bằng tay, đúng không ạ? Đây là thương hiệu của hãng này, hãng kia. Cái áo này bình thường nguyên giá của nó sẽ là 3 triệu, nhưng mà bọn em mua sale được bây giờ chỉ còn 300 nghìn thôi. Rất là đẹp, màu rất là nhã nhặn, rất là ấm áp, vân vân, kiểu như thế. Thế thì người ta mới thấy là 300 nghìn như thế là quá rẻ. Chứ còn nếu 300 nghìn không thể biết được đắt hay rẻ. Đấy, nhá. Thì mình nên tư duy mở ra, mình nên đặt các câu hỏi mở, thậm chí hỏi ngược lại khách hàng, luôn luôn dẫn dắt khách hàng theo lối là mình là người đặt câu hỏi chứ không phải là khách hàng, và mình là gợi mở cho khách hàng những cái câu trả lời mà mình muốn nói cho họ biết, đúng không ạ? Và đặc biệt là phải chăm sóc lại những khách hàng tiềm năng, chăm sóc lại những khách hàng cũ, được chưa ạ? Mình phải có các kỹ thuật bắt từ khóa, ví dụ như là khi mà khách hàng họ hỏi hỏi về sản phẩm, họ hỏi nhanh, hỏi nhiều, hỏi rục rã, hỏi kỹ, quan tâm đến giá, quan tâm đến khuyến mại, quan tâm đến giao hàng, quan tâm đến bảo hành, quan tâm đến so sánh giá, vân vân và mây mây, thì đây chính là khách hàng tiềm năng. Và mình phải năng với khách hàng lên, chăm chỉ lên, và mình tư vấn cho họ, mình lấy số điện thoại, mình telesale, mình gửi file, gửi tài liệu, mình hẹn gặp, đúng không ạ? Mình giao hàng tận nơi, mình cho họ xem thử, dùng thử ngay. Thì như thế mới ngon, đúng không? Mình phải thấu hiểu tâm lý của khách hàng, đúng không? Mà muốn thấu hiểu tâm lý khách hàng, các anh chị có thể xem thêm cái video có tên là 15 quy tắc bán hàng đỉnh cao nhất mọi thời đại của Jack Ma, rất là hay. Đấy. Ví dụ như là bán cho người quen thì phải thế nào, bán cho người lạ phải thế nào, bán cho người vội phải thế nào, bán cho người giàu phải thế nào. Đấy chính là tâm lý của từng khách hàng nhá. Rồi, cái phần tư vấn này tôi yêu cầu là nhiệt tình, chuyên nghiệp, có kỹ năng, có kỹ thuật, có kịch bản, đặt các câu hỏi mở, được chưa ạ? Nói về giá trị trước khi nói về giá. Đấy. Và bắt từ khóa tốt, và với mỗi từ khóa cần phải nhồi vào đầu khách hàng những cái thông tin cực kỳ tốt. Được chưa ạ? Kỹ thuật số 5 tôi gọi nó là kỹ thuật tấn công phủ định của khách hàng. Khách hàng thì luôn luôn có sẵn trong người những cái sự từ chối, đúng không? Sự phòng thủ, sự nghi vấn. Và một người bán hàng giỏi phải là một người mà tấn công, đúng không ạ? Phủ định lại tất cả những cái nghi vấn của khách hàng, để cho khách hàng hiểu rõ ngọn ngành, hiểu mọi sự việc, tăng cái sự kích thích đấy lên, đúng không? Họ lo lắng, gạt cái hết sự lo lắng đi. Họ bảo là giá đắt, nói cho họ biết là giá của mình rẻ, bảo là bảo hành ít, mình cho họ bảo hành nhiều, đúng không ạ? Thì khi mình cung cấp nhiều thông tin lên như vậy thì họ có thêm thông tin, họ sẽ tự ra quyết định mua hàng. Bởi vì chúng ta không chĩa súng vào đầu khách hàng là mày phải mua hàng, mà chúng ta cung cấp cho họ thông tin, cung cấp cho họ thông tin giúp cho họ hiểu và thuyết phục họ. Những cái vấn đề lo lắng như vậy, những cái vấn đề họ nghi ngại như vậy, mình đều có câu trả lời rất thuyết phục, đúng không ạ? Như vậy thì họ sẽ có khả năng mua hàng cao, đúng không? Những vấn đề họ thường phủ định, họ thường từ chối, đấy là gì? Tôi không có tiền, tôi không đủ tiền, tôi cũng đang nợ đầy đây này, tôi chưa sẵn sàng, tôi phải hỏi ý kiến vợ hoặc chồng tôi, tôi chưa có nhu cầu ngay, tôi đang nghiên cứu, hãy gửi email cho tôi nhé, tôi đang bận, gọi lại sau nhé, hôm nào gặp nhau sau, vân vân. Vâng, tất cả những cái đấy là những cái lý do phủ định. Vì vậy mình cần phải xử lý những cái này rất là tốt, đúng không? Không có tiền, đúng không ạ? Cái này không đáng bao nhiêu tiền cả. Rồi thì có giải pháp cho vay, đúng không ạ? Giải pháp trả chậm, giải pháp lãi suất 0% trả góp, vân vân. Chưa sẵn sàng cho dùng thử. Đấy, vân vân. Ví dụ như là hôm trước tôi, cách đây 2 năm tôi có mua một cái máy điều hòa không khí. Và tôi thì tôi rất là nghi ngờ về cái máy đấy, vì tôi không biết là máy nó có tác dụng không, chứ không phải là đắt. Đấy, thì đấy chính là một cái vấn đề mà mình sẽ không chốt được đơn nếu như mình không xử lý được cái nghi ngờ này. Thế thì cái chị học viên của tôi, chị áp dụng rất là thành công cái chiều mà tôi dạy, đúng không? Chị nói là hàng của em bán 10 năm nay là rất là tốt, thầy yên tâm.
Em không lừa gì thầy cái máy này mấy triệu cả. Thế bây giờ như thế này để cho thoải mái nhá. Thầy cầm cái máy này về, thầy dùng. Đấy. Và nếu như mà trong quá trình sử dụng mà thầy không thích nữa, thầy có thể trả lại cho em không lấy tiền. Coi như em cho thầy mượn. Và nếu như mà thầy thích, thầy sử dụng 1 năm, 2 năm, lúc nào thầy nhớ ra thầy trả tiền em cũng được. Và tôi thề với anh chị, đấy là câu chuyện có thật. Và họ đã bán cho tôi cái máy điều hòa không khí. Không phải cái máy lạnh đâu, mà cái máy mà chị gọi là xử lý bụi mịn BM2.5 ấy. Cái máy lọc không khí, mình hay gọi là cái máy lọc không khí đấy. Thì cái câu chuyện như thế là, và tôi thấy rất hợp lý, người ta quả quyết là sản phẩm chất lượng, người ta quả quyết là mua như thế. Thế là tôi bảo vâng, thế thì chị chuyển cho tôi. Thế tôi mua về tôi dùng thì ra tôi cũng thấy ok, nó cũng bền bỉ. Thế thì sau đó thì tôi nhớ ra và tôi chuyển tiền cho chị. Đó, đấy là cách bán hàng. Tất nhiên không phải ai mình cũng sẽ bán được như vậy, phải là những người quen, những người uy tín, những người mà mình biết. À, và tôi thấy là sau khi tôi mua xong thì tôi mua thêm mấy sản phẩm nữa. Tôi thấy rất là tốt, giá lại rất là hợp lý mà người ta cam kết mạnh mẽ như vậy. Phủ định luôn, thầy nghi vấn phủ định luôn. Đúng không ạ? Thầy không phải là thầy không có tiền để trả, thầy đang lăn tăn phủ định luôn. Thế là mình tấn công được cái điều đấy là khách là chốt ngay lập tức, không thể chạy đâu được, đúng không? Và tất cả các ví dụ tôi kể với các bạn đều là ví dụ rất là có thật và rất là kinh nghiệm của học viên và của khách hàng của tôi. Đấy. À, cái kỹ thuật số 6 đấy là kỹ thuật mà chúng ta đặt các câu hỏi một cách rất là khéo léo. À, ví dụ như là coi rằng là khách hàng đã mua hàng. Đấy. Ví dụ như là chị sẽ lấy hai sản phẩm chứ. À, ngày mai em có thể giao hàng cho anh được không? Đúng không? À, rồi thì anh sẽ lấy combo như này nhé, em sẽ giảm cho anh 15%. Tức là mình một cách rất là tự nhiên mình hỏi khách hàng, mình đặt câu chuyện, mình đặt câu hỏi tư vấn và mình giống như là một cái lời khẳng định là họ đã ngầm hiểu là họ đã mua hàng. Thì như này mình sẽ dẫn dắt khách hàng vào một cái việc là họ đã mua rồi, đúng không? Tất nhiên cái này là dành cho những cái sản phẩm rẻ hoặc không quá đắt. Còn bất động sản ô tô thì không thể nào bạn sẽ lấy hai cái chứ, đúng không ạ? Hay là bạn sẽ lấy hai căn chứ, đúng không? Thì cái đấy phải dành cho những khách hàng rất đại gia. Nhưng nên đặt những câu hỏi như vậy, nên đặt những câu hỏi rất chắc chắn và những câu hỏi mà theo cách là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ rất là khôn ngoan, được chưa ạ? Vâng, kỹ thuật đặt câu hỏi. Rồi thì lúc mà chúng ta trò chuyện, chúng ta phải tạo cảm giác tin tưởng, từ tốn, giải quyết tất cả những cái câu hỏi của họ một cách thuyết phục, đúng không ạ? Rồi trang phục, tất cả mọi thứ của chúng ta đều rất là chuyên nghiệp, tạo lòng tin, giọng điệu phải nhẹ nhàng, ấm áp để tư vấn nhiệt tình. Và chốt đơn, khi chốt đơn thì chúng ta cũng cần có các cái các cái dịch vụ hỗ trợ ngay lúc đó. Chúng tôi gọi là cái kỹ thuật số 7 là các cái dịch vụ hỗ trợ ngay lúc đó. Ví dụ như thanh toán, không đem theo tiền mặt thì có máy cà thẻ có thể chuyển khoản cho em. Mở điện thoại, mở máy tính ra cho vào luôn. Không để cho họ một cái cơ hội nào để họ từ chối, đúng không? Không đủ tiền có thể có phiếu đặt cọc, có hợp đồng đặt cọc ngay. Đấy, hay là giao hàng dùng thử luôn. À, rồi cam kết hoàn nhận trả, đổi trả trong 7 ngày, 15 ngày vân vân. Thế thì người ta không thể nào người ta thoát được. Chúng ta xây dựng những cái chính sách bán hàng tốt như vậy, đúng không? Không có chỗ để chúng ta cho mượn kho, đúng không ạ? Không có chỗ để chở hàng, em sẽ ship đến tận nhà luôn. Đấy. Và cuối cùng, nếu như họ vẫn không mua thì chúng ta vẫn nên tiếp tục hỗ trợ họ, duy trì mối quan hệ với họ. Đừng có họ nói không mua phát quay mắt 180 độ. Thì tự dưng là mình bị mất đi cái sự thiện cảm của khách hàng, bao nhiêu nỗ lực của mình trước đó. Họ không mua khi này, họ có thể mua khi khác. Họ không mua lần này, họ mua lần khác. Đúng không ạ? Họ không mua, họ có thể giới thiệu cho bạn của họ. Bởi vì bạn đã làm việc rất là tốt, được chưa ạ? Vâng, hãy hiểu rằng là bạn đưa cho khách hàng thêm thông tin để họ ra quyết định mua. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn tiếp tục tư vấn, vẫn tiếp tục chốt đơn như bình thường. Vâng, và duy trì mối quan hệ qua Facebook, qua Zalo, qua số điện thoại. Và nếu họ đã mua hàng rồi thì chúng ta có thể chăm sóc khách hàng sau bán một cách tốt để họ tái mua. Và cuối cùng thì tôi khuyên các anh chị và các bạn, nếu như các bạn là những người làm sale trực tiếp tại shop, tại cửa hàng, hay là sale B2C, B2B đi làm hàng, đi bán hàng, đi gặp khách hàng, hay là sale bất động sản ô tô kiểu như vậy, thì các anh chị các bạn có thể tham khảo cái khóa học King of Sale của tôi. Là một cái khóa học dài gần 70 video bài học, mỗi bài học tầm 30 phút như thế này, rất là kỹ, rất là công phu. Thì tôi muốn nói với các anh chị và các bạn như vậy, dạy các bạn rất là kỹ các bước. Đấy. Một bộ video như thế không đáng mấy tiền cả, chỉ có tốn vài trăm ngàn thôi.
thì các bạn nên mua bộ đó để học, và tôi khẳng định các bạn sẽ không thất vọng về lượng kiến thức cũng như là kỹ năng trong đó cung cấp. Các bạn tưởng tượng đến gần 70 bài học và nhân với 30 phút một bài, các cái kỹ năng bán hàng ở trong nhiều năm tôi tích lũy và trong hàng trăm cuốn sách mà tôi đã đọc và hàng nghìn các khách hàng mà tôi đã tư vấn. Nếu mà các anh chị cần mua cái bộ video này, nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi một khóa, rất là rẻ, thì có thể liên hệ với tôi hoặc là lên Edumo, lên Kina, lên Topika, lên Udemy để các bạn mua. Vâng, nếu các anh chị và các bạn thấy cái video này hay thì hãy sub kênh cho chúng tôi, hãy chia sẻ những video này và hãy thảo luận cùng với chúng tôi để chúng ta có thể được trao đổi, được học hỏi lẫn nhau và giúp nhau kinh doanh, giúp nhau bán hàng thành công hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.